Alo các bạn, Du lịch Phượt chào mừng các bạn đến với hủ tiếu Nam Vang, rất là nổi tiếng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Nhân Quán các bạn ha, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, số 488. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng các bạn review một chút xíu về một trong những cái quán rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh này. Ok, let's go các bạn. Hủ tiếu Nhân Quán nha các bạn, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Quán này là chuyên về hủ tiếu Nam Vang nha các bạn, tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây các bạn coi cách làm hủ tiếu nha các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn á. Quán đây là mở cửa 24/24 luôn nha các bạn nha. Nhân Quán hủ tiếu Nam Vang à. Đây tô hủ tiếu nè các bạn, tôm này tươi lắm nha, trụng một lần là 1 kg luôn á. Đặc biệt là cái chất liệu ở đây làm rất là ngon, đúng vị của hủ tiếu Nam Vang luôn nha. Hành là thịt bầm nè, trứng nè, hành phi nè, đặc biệt là cái vị đó nha các bạn. Giá nè các bạn, à, rất là sạch luôn nha. Đó các bạn, đây là trong một trong những điểm cần đến để ăn hủ tiếu Nam Vang tại thành phố Hồ Chí Minh các bạn. À, các bạn thấy không, thịt rất là tươi luôn nha, tôm tươi nha. Cho miếng chanh vô, đó, đúng bài luôn ha các bạn ha. Đặc biệt các bạn thấy những cái cọng rau đây rất là sạch nha, giá đó các bạn thấy không? À, nó là giá sạch nên nó không có đều đều nhau nha. Thường các bạn thấy mà cọng nào bự mọc như nhau thì đó là giá thuốc nha, còn này giá đàng hoàng. Đấy. Khi chúng ta thưởng thức á, chúng ta thấy rằng là trong cái tô là rất là nhiều thịt nha, cực nè, các bạn thấy không, thịt nè, thịt nạc nè, trứng cút nè, tôm tươi nè, à đó, tôm bự mà rất là tươi luôn. Sao thấy thì sao, rất là ngon luôn đúng không? Đây là những cái điểm có tiếng ẩm thực tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Nhân Quán hủ tiếu Nam Vang. Đây bây giờ chúng ta coi thưởng thức nha. Thấy sự khác biệt rất là rõ rệt so với những cái quán khác. Rất là ngon và rất là đậm đà.
Một tô ở đây là giá là 70 ngàn nha các bạn. Đó, nó có những cái nước sốt riêng biệt để mà chấm nha. Đây các bạn thấy không? Hai bạn nhỏ này coi như là làm liên tục, bởi vì nó rất là ngon ha, không tưởng là được. Tôm rất ngọt thịt đúng không? Tôm tươi. Hồi nãy mình có chia sẻ một khoảng khách mà đầu bếp đó các bạn, trụng một lần các ký tôm tươi luôn các bạn ha. Nhân viên đây phục vụ cũng rất là nhiệt tình mà nhanh nha các bạn nha. Các bạn thấy đội ngũ nhân viên đây là làm việc liên tục. Mặc dù lượng khách ra vô rất là đông, nhưng các bạn phục vụ rất tốt nha các bạn. Ok, đây những cái hình ảnh nhân viên làm việc đó các bạn. Đó các bạn, rất là thân thiện các bạn ha. Ok, nếu các bạn ẩm thực thì đây là một trong những điểm đến tại thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn nha. Địa chỉ là 488 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3 nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé.